Chào các bạn, tôi là Tầm Nguyên. Chúng ta đều biết rằng, hai năm trước, chính Đức Chúa Trời đã nhập thể xuống trần gian làm Đức Chúa Giêsu để cứu chuộc toàn nhân loại. Ngài giảng rằng, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Đồng thời, Ngài còn bày tỏ nhiều lẽ thật và để hoàn thành công tác cứu chuộc, Ngài đã chịu bị đóng đinh lên thập giá làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Qua đó kết thúc thời đại luật pháp và bắt đầu thời đại ân điển. Đây là công tác được thực hiện để cứu chuộc nhân loại khi Đức Chúa Trời nhập thể lần đầu tiên. Dù do thái giáo, cố sống cố chết lên án Đức Chúa Giêsu và còn cấu kết với nhà nước La Mã để đóng đinh Đức Chúa Giêsu lên thập giá. Thế nhưng 2000 năm sau, phúc âm của Đức Chúa Giêsu đã được truyền bá khắp chân trời góc bể. Chuyện này chứng tỏ một điều rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Đức Chúa Trời thật duy nhất và đứng tạo hóa xuất hiện để công tác trong xác thịt. Thế nhưng có nhiều người không chịu công nhận Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể. Thay vào đó, những người này chỉ coi Đức Chúa Giêsu là một con người thường. Thậm chí, nhiều mục sư trong giới tôn giáo không công nhận Ngài là Đức Chúa Trời mà chỉ là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, dù cho người tin vào Chúa nhiều vô số kể, rất ít người thực sự biết rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Và chẳng ai biết ý nghĩa và giá trị của toàn bộ những lẽ thật mà Đức Chúa Giêsu đã bày tỏ. Cho nên là đối với chuyện nghênh tiếp Chúa giáng lâm, rất nhiều người đã gặp tai họa cũng bởi vì họ không thể nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời. Với những ai không thể nghe được tiếng Đức Chúa Trời, dù cho bề ngoài họ có niềm tin mạnh mẽ nếu họ thấy hình ảnh của con người trong Đức Chúa Giêsu, liệu họ có thể tiếp tục tin và theo Ngài không? Liệu họ có lên án Đức Chúa Giêsu là một người thường và chối bỏ việc Ngài là Đức Chúa Trời không? Nếu ngày nay họ nghe nói Đức Chúa Giêsu đang bày tỏ rất nhiều lẽ thật, liệu họ vẫn có thể lên án Đức Chúa Giêsu vì nói phạm thượng và đóng đinh Ngài lên thập giá thêm một lần nữa không? dựa trên thực tế là người Pharisi đã lên án Đức Chúa Giêsu, chúng ta có thể nói chắc chắn rằng nếu ngày hôm nay toàn bộ những ai tin vào Chúa thực sự nhìn thấy Ngài trong hình ảnh nguyên thủy là con người, thì nhiều người trong bọn họ chắc chắn sẽ bỏ chạy và nhiều người khác sẽ phán xét và lên án Đức Chúa Giêsu y hệt những người Pharisi xưa kia và họ sẽ một lần nữa đóng đinh Ngài lên thập giá. Nghe qua lời này, Vài người có thể sẽ phản đối cách nói của tôi, nhưng mọi điều tôi nói đều là sự thật. Vì nhân loại bị bại hoại quá nặng nề và chỉ tin Đức Chúa Trời bằng mắt thường, không ai có thể nhận biết được rằng con người nhập thể chính là hiện thân của Đức Chúa Trời. Cũng qua đó, ta thấy sự nhập thể là một lẽ nhiệm màu vĩ đại. Hàng ngàn năm qua, không có một ai hiểu được khía cạnh này của lẽ thật. Dù các tín hữu biết rằng Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời nhập thể. Nhưng về việc sự nhập thể là gì và chúng ta nên hiểu thế nào về sự nhập thể của Đức Chúa Trời thì không ai có thể lý giải rõ ràng. Vậy tại sao Ngài quyết định nhập thể trong xác thịt để xuất hiện và công tác? Nói một cách chính xác, sự bại hoại của nhân loại cần Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện công tác cứu rỗi. Nói cách khác, chỉ duy nhất nhập thể mới có thể hoàn thành triệt để sự cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu chuộc nhân loại và đồng thời cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời nhập thể và Ngài đến để thực hiện công tác cứu chuộc nhân loại. Một số người có thể hỏi, tại sao Đức Chúa Trời không dùng một con người để làm công tác cứu chuộc? Tại sao Đức Chúa Trời phải nhập thể? Đó là vì mọi con người bại hoại đều mang tội, đều là tội nhân. Nghĩa là không có của lễ chuộc tội nào xứng đáng. Chỉ duy nhất con người nhập thể mới không có bất kỳ tội lỗi nào. Cho nên Đức Chúa Trời đã nhập thể làm con người để đích thân thực hiện công tác cứu chuộc nhân loại. Chỉ vậy mới thể hiện sự công chính, thánh khiết của Ngài, hạ nhục và không cho Satan có cớ cáo buộc Ngài. Điều này cũng cho nhân loại hiểu được tình yêu chân thành và lòng thương xót của Đức Chúa Trời với họ. Khi Đức Chúa Giêsu hoàn thành xong công tác cứu chuộc, Ngài đã tiên tri rằng Ngài sẽ đến lần nữa. Hôm nay Đức Chúa Giêsu tái lâm và chính là Đức Chúa Trời toàn năng nhập thể. Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, làm công tác phán xét thời kỳ sau rốt để hoàn toàn làm tinh sạch nhân loại bại hoại, cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi cũng như quyền lực của Satan và đưa nhân loại tới một đích đến tốt đẹp. Nhưng có một điều không ngờ tới đó là, dù Đức Chúa Trời toàn năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, Ngài vẫn bị chống đối lên án điên cuồng bởi những thế lực địch lại đứng Chris trong giới tôn giáo. Những kẻ đã cấu kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền để ngăn chặn, phá hoại, cấm đoán sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Họ ra sức chối bỏ rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là hiện thân của Đức Chúa Trời Nhập Thể. Họ còn xem Đức Chúa Trời Toàn Năng là một người thường, lên án và phỉ bán Ngài. Lộ rõ là thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo là những kẻ căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời. Nhìn lại hai ngàn năm trước, các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pharisee của Do Thái giáo thà chết còn hơn chấp nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Messi Họ mô tả Đức Chúa Giêsu như là một người thường nói những lời phạm thượng. Họ làm tất cả để có thể chống đối, lên án và phỉ báng Đức Chúa Giêsu. Cuối cùng, họ đã đóng đinh ngài lên thập giá, phạm tội ác tày đình, khiến họ bị Đức Chúa Trời rủa xả và trừng phạt. Hôm nay, Đức Chúa Trời toàn năng xuất hiện và công tác trong hình ảnh con người. Nhiều người đã thấy rằng những lời mà Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ chính là lẽ thật. Họ đã nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời, hoan hỷ tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, cũng như ngành tiếp Chúa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không hề biết về Đức Chúa Trời nhập thể, những người như thế vẫn coi Đức Chúa Trời toàn năng như một người thường. Phán xét và lên án những ai tiếp nhận Đức Chúa Trời toàn năng, nói rằng họ chỉ đang tin vào một người bình thường. Những người này nghĩ họ hiểu rất rõ Kinh Thánh nên không chịu tìm hiểu con đường thật điên cuồng lên án và chống đối Đức Chúa Trời toàn năng, phạm vào tội đóng đinh Đức Chúa Trời lên thập giá lần nữa. Tại sao cả hai sự nhập thể của Đức Chúa Trời đều bị con người lên án và bác bỏ? Đó là bởi vì mọi người không biết Đức Chúa Trời và họ cũng không hiểu lẽ thật là gì. Thậm chí hiểu rất ít về lẽ nhiệm màu vĩ đại của sự nhập thể. Ngoài ra, cũng là vì con người bị bại hoại nặng nề và còn có bản tính sa tan. Họ không những ghê tởm và căm ghét lẽ thật, họ còn điên cuồng thù địch Đức Chúa Trời và không có chút kính sợ. Thực ra, có những tín hữu rất tin Đức Chúa Trời, về ngu dại mà bị mê hoặc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, quỷ vương và những thế lực địch lại đấng Chris và chọn con đường chống đối Đức Chúa Trời. Lý do cho thất bại của họ là vì họ thiếu hiểu biết về sự nhập thể của Đức Chúa Trời và lẽ thật, nên không thể nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy họ coi Đức Chúa Trời nhập thể là một người thường, lên án và phỉ bán Ngài. Rõ ràng, ta thấy việc hiểu được lẽ thật của sự nhập thể là rất hệ trọng trong việc nghênh tiếp Chúa và được cất lên thiên quốc. Đó là vấn đề mấu chốt liên quan đến đích đến cuối cùng của chúng ta. Rồi nhiều người hẳn sẽ thắc mắc rằng, vì Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể và đã thực hiện công tác cứu chuộc, nhân loại đã được cứu rỗi và hướng về Đức Chúa Trời. Sao Đức Chúa Trời vẫn cần nhập thể vào thời kỳ sau rốt để làm công tác phán xét cứu rỗi nhân loại? Chuyện này chứa đựng một ý nghĩa rất sâu sắc. Nói một cách đơn giản, việc Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để cứu chuộc nhân loại, rồi triệt để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta đã được Ngài định đoạt từ lâu trước khi tạo dựng thế giới. Có nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh chỉ ra rằng Đức Chúa Trời sẽ đến nhập thể hai lần làm con người. Lần đầu, thông qua đóng đinh vào thập giá làm của lễ chuộc tội, Ngài đã hoàn thành công tác cứu chuộc nên mọi người đã được tha tội. Nhưng mà họ vẫn chưa thoát khỏi tội lỗi và đạt được sự thánh khiết. Lần thứ hai, thông qua bày tỏ lẽ thật và công tác phán xét Ngài sẽ làm tinh sạch hoàn toàn nhân loại và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi tội lỗi và ảnh hưởng của Satan, kết thúc một thời đại và đưa nhân loại đến một đích đến tốt đẹp. Chính vì vậy, hai sự nhập thể là để cứu chuộc nhân loại và sau đó để cứu rỗi nhân loại triệt để. Đức Chúa Trời nhập thể hai lần để hoàn thành kế hoạch quản lý của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, công tác phán xét của Đức Chúa Trời toàn năng đã chinh phục hoàn thiện một nhóm những người đắc thắng. Đức Chúa Trời đã đánh bại Satan và giành vinh quang. Có thể nói, Ngài đã hoàn thành công tác vĩ đại. Đây là những việc Đức Chúa Trời đã hoàn thành. Ta thấy ý nghĩa quá lớn lao trong sự nhập thể của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Một mặt, sự nhập thể của Ngài kết thúc thời đại cũ, thời đại ân điển, và bắt đầu một thời đại mới, thời đại vương quốc. Mặt khác, nó triệt để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, đưa nhân loại tới một đích đến tốt đẹp. Cả công tác cứu chuộc và công tác phán xét được hoàn thành bởi Đức Chúa Trời nhập thể. Cho nên, hai sự nhập thể của Ngài quả thật có ý nghĩa sâu sắc. Ngày nay, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật và thực hiện những việc vĩ đại trên trần gian. Vậy tại sao vẫn còn nhiều người không hiểu công tác của Đức Chúa Trời nhiều người vẫn không thừa nhận Đức Chúa Trời toàn năng là Đức Chúa Trời nhập thể. Cứ bám vào quan niệm tôn giáo, tin rằng chỉ có Đức Chúa Giêsu mới là Đức Chúa Trời và bám vào Kinh Thánh thì mới có thể bước vào thiên quốc. Đó đúng là một việc làm ngu muội và vô tri. Những người ngu muội như thế làm sao nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời được? Làm sao họ khám phá được toàn bộ lẽ thật mà Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ? Kết luận cuối cùng chính là bởi vì mọi người thiếu hiểu biết về đức chúa trời nhập thể và không thể nhận ra tiếng đức chúa trời nên họ không được cất lên trước ngài đức chúa trời những con người ngu muội vô tri này những trinh nữ dại dột này sẽ không bao giờ được chấp thuận bất kể họ tin ngài bao lâu đi nữa rõ ràng nếu muốn nghênh tiếp chúa hiểu biết về đức chúa trời nhập thể và hiểu được lẽ thật của sự nhập thể là điều cực kỳ quan trọng. Như vậy, chính xác thì sự nhập thể là gì vậy? Ta nên hiểu sự nhập thể như thế nào? Làm sao phân biệt Chris giả và Chris thật? Chúng ta sẽ hiểu sau khi đọc lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán, sự nhập thể là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt. Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường. Đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một con người. Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là đấng Christ và đấng Christ là xác thịt được mặc lấy bởi thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác biệt này là vì đấng Christ không thuộc về thịt và huyết, Ngài là sự nhập thể của thần. Ngài có cả một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài không được sở hữu bởi bất kỳ con người nào. Nhân tính bình thường của Ngài duy trì mọi hoạt động bình thường của Ngài trong xác thịt trong khi thần tính của ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, được gọi là đấng Christ và vì vậy, đấng Christ mà có thể ban cho con người lẽ thật, được gọi là Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì thái quá. Bởi ngài sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, sở hữu tâm tính của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan trong công tác của ngài, điều mà con người không thể đạt được những kẻ tự xưng là đấng christ mà không thể thực hiện được công tác của đức chúa trời đều là những kẻ giả mạo đấng christ không chỉ là hiện thân của đức chúa trời ở trần thế mà còn là xác thịt cụ thể đức chúa trời mang khi ngài thực hiện và hoàn tất công tác của ngài giữa con người xác thịt này không thể thay thế được bởi bất kỳ con người nào mà là một xác thịt có khả năng gánh vác chọn công tác của đức chúa trời trên đất thể hiện được tâm tính của Đức Chúa Trời và đại diện được cho Đức Chúa Trời cũng như cung cấp được sự sống cho con người. Lời của Đức Chúa Trời nói rõ rằng sự nhập thể là hiện thân của thần của Đức Chúa Trời trong xác thịt, tức là thần của Đức Chúa Trời khoác lên mình xác thịt để trở thành một người thường rồi xuất hiện và công tác trên trần gian. Nói một cách đơn giản, nghĩa là thần của Đức Chúa Trời mặc xác thịt trở thành con người. Nhìn bề ngoài thì Đức Chúa Trời nhập thể chỉ là một người bình thường và không có gì siêu phàm. Ngài ăn, mặc và đi lại như người bình thường, đồng thời cũng sống một cuộc đời bình thường. Ngài cần ăn khi thấy đói, cần phải ngủ khi thấy mệt. Ngài trải nghiệm những cảm xúc của người bình thường. Đức Chúa Trời thực sự sinh sống ở giữa loài người và không ai có thể thấy Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể thực tế. Nhưng dù là một người vô cùng bình thường như vậy Có một khác biệt cơ bản giữa Ngài và loài người thọ tạo Ngài là nhập thể của Đức Chúa Trời Thần của Đức Chúa Trời ở trong Ngài Ngài không những có nhân tính bình thường Mà còn có thần tính trọn vẹn Vốn có thể thấy được rất đỗi rõ ràng Và biểu lộ chủ yếu Trong việc Ngài có thể bày tỏ lẽ thật Và tỏ lộ những lẽ nhiệm màu mọi nơi, mọi lúc Ngài có thể bày tỏ biểu lộ tâm tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có gì và là gì, tâm trí, tư tưởng, tình yêu, quyền tối thượng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Để tất cả mọi người biết và hiểu được Đức Chúa Trời. Ngoài ra, Ngài còn có thể tỏ lộ toàn bộ những lẽ nhiệm màu trong Kinh Thánh. Nghĩa là Ngài có thể mở ra cuốn kỳ thư được tiên tri trong sách Khải Huyền. Điều này đã chứng tỏ rằng, Ngài có thần tính hoàn toàn trọn vẹn. Nhìn bề ngoài, thì đứng Chris chỉ là một con người bình thường nhưng ngài lại có thể bày tỏ được rất nhiều lẽ thật thức tỉnh được mọi người cũng như cứu rỗi nhân loại bại hoại khỏi ảnh hưởng của Satan không có thần của Đức Chúa trời trong mình ai có thể làm được những việc này chứ chắc chắn là không có danh nhân hay vĩ nhân nào làm được vậy vì không danh nhân hay vĩ nhân nào có thể bày tỏ được lẽ thật họ hoàn toàn không sở hữu lẽ thật họ còn không thể tự cứu rỗi chính mình thì sao có thể cứu rỗi toàn nhân loại. Đức Chúa Trời nhập thể có thể bày tỏ lẽ thật và phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Đó là những khả năng mà không có con người nào sở hữu được. Cuốn sách Lời xuất hiện trong xác thịt chính là phán ngôn của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, là chứng ngôn cho công tác phán xét của Ngài vào thời kỳ sau rốt. Khi người được ngài chọn trải nghiệm công tác phán xét của ngài vào thời kỳ sau Rốt, tiếp nhận sự chăm tưới và chăn dắt của chính Đức Chúa Trời toàn năng, họ đều cảm thấy tính thực tế trong công tác của Đức Chúa Trời nhập thể. Đức Chúa Trời thực sự sinh sống ở giữa mọi người và bày tỏ lẽ thật dựa trên hoàn cảnh thực tế để hỗ trợ và cung ứng cho chúng ta. Phơi bày sự lạc lối trong đức tin, những mưu cầu và quan điểm sai trái và tất cả những kiểu tâm tính Satan trong con người chúng ta để chúng ta hiểu và thay đổi. Đức Chúa Trời cũng cho ta biết ý muốn, yêu cầu của Ngài với mọi người, cho ta những mục tiêu thực tế và xác đáng nhất để mưu cầu và những nguyên tắc để thực hành, để ta bước vào thực tế lẽ thật, nhận được sự cứu rỗi của Ngài và hoàn toàn thoát khỏi những thế lực tâm tối của Satan. Bất cứ ai đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng sẽ trải nghiệm một cách sâu sắc rằng không có đức Chúa Trời nhập thể đến bày tỏ lẽ thật để phán xét hành phạt thì họ sẽ không bao giờ nhận ra được bản tính tội lỗi của mình, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc kìm hãm của tội lỗi. Họ cũng nhận ra rằng phải tiếp nhận sự phán xét hành phạt của Ngài thì tâm tính bại hoại của họ mới được làm tinh sạch. Phải hiểu biết tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, họ mới kính sợ Ngài và tránh xa sự ác và phải sống theo lời Đức Chúa Trời họ mới sống chọn một hình tượng giống con người, xứng đáng nhận được lời hứa và phước lành của Đức Chúa Trời và đáng được đưa vào thiên quốc. Mọi người hãy nghĩ xem, nếu như không có Đức Chúa Trời nhập thể đến và bày tỏ lẽ thật vào thời kỳ sau rốt, thì liệu rằng chúng ta có nhận được cơ hội cứu rỗi có một không hai này không? Liệu có nhận được sự phán xét hành phạt của Ngài và tận hưởng phước lành dư dật của Ngài không? Không có Đức Chúa Trời nhập thể vào thời kỳ sau rốt, toàn bộ nhân loại sẽ phải chịu diệt vong và sẽ không một ai nhận được sự cứu rỗi. Như lời Đức Chúa Trời toàn năng phán. Lần này trở lại, Đức Chúa Trời đến để thực hiện công tác không phải trong một thân thể thuộc linh mà trong một thân thể rất bình thường. Hơn nữa, đó không những là thân thể của Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai mà còn là thân thể mà thông qua đó, Đức Chúa Trời trở lại trong xác thịt. Đó là một xác thịt rất bình thường. Người không thể thấy bất cứ điều gì khiến Ngài nổi bật hơn những người khác, nhưng người có thể nhận từ Ngài những lẽ thật chưa từng được nghe thấy trước đây. Xác thịt tầm thường này là hiện thân của tất cả những lời của lẽ thật từ Đức Chúa Trời, đảm nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và bày tỏ toàn bộ tâm tính của Đức Chúa Trời cho con người hiểu được. Chẳng phải người rất ham muốn được nhìn thấy Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn hiểu được Đức Chúa Trời trên trời sao? Chẳng phải ngươi rất ham muốn nhìn thấy đích đến của nhân loại sao? Ngài sẽ nói với ngươi tất cả những điều huyền bí này. Những huyền bí mà không con người nào đã có thể nói với ngươi. Và Ngài cũng sẽ nói với ngươi về những lẽ thật mà ngươi không hiểu. Ngài là cánh cổng vào vương quốc của ngươi và người hướng dẫn của ngươi vào thời đại mới. Một xác thịt bình thường như thế nắm giữ nhiều lẽ mầu nhiệm khôn lường. Những việc làm của Ngài có thể khó hiểu với ngươi nhưng toàn bộ mục tiêu của công tác Ngài làm thì đủ để ngươi thấy rằng Ngài không phải là một xác thịt đơn giản như người ta tưởng. Vì Ngài đại diện cho ý muốn của Đức Chúa Trời và sự chăm sóc được Đức Chúa Trời thể hiện đối với nhân loại trong thời kỳ sau rốt. Mặc dù ngươi không thể nghe thấy những lời của Ngài mà dường như làm rung chuyển các tầng trời và đất. Mặc dù ngươi không thể nhìn thấy đôi mắt Ngài như ngọn lửa và dù ngươi không thể nhận được sự sửa dậy của cây gậy sắt của Ngài. Tuy nhiên, ngươi có thể nghe thấy từ những lời của Ngài rằng Đức Chúa Trời đầy phẫn nộ và biết rằng Đức Chúa Trời đang thể hiện lòng thương xót với nhân loại. Người có thể thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài, và hơn thế nữa, nhận ra sự quan tâm lo lắng của Đức Chúa Trời dành cho cả nhân loại. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt là để cho phép con người thấy được Đức Chúa Trời trên trời đang sống giữa những con người trên đất và để giúp con người biết đến, vâng lời, tôn kính và yêu mến Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao ngài đã trở lại trong xác thịt lần thứ hai dù những gì con người nhìn thấy ngày nay là một đức chúa trời giống như con người một đức chúa trời có một cái mũi và hai con mắt và một đức chúa trời không có gì nổi bật nhưng cuối cùng đức chúa trời sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu con người này không tồn tại thì trời và đất sẽ trải qua một sự thay đổi vô cùng lớn nếu con người này không tồn tại thì các tầng trời sẽ trở nên mờ mịt đất sẽ rơi vào hỗn loạn và cả nhân loại sẽ sống giữa nạn đói và bệnh dịch ngài sẽ cho các ngươi thấy rằng nếu đức chúa trời nhập thể không đến để cứu rỗi các ngươi trong thời kỳ sau rốt thì đức chúa trời hẳn đã hủy diệt cả nhân loại trong địa ngục từ lâu nếu xác thịt này không tồn tại thì các ngươi sẽ mãi mãi là những tội nhân truyền kiếp và sẽ muôn thủa là những xác chết các ngươi nên biết rằng nếu xác thịt này không tồn tại thì cả nhân loại sẽ đối mặt với một tai họa không thể tránh khỏi và sẽ thấy không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt thậm chí còn nghiêm trọng hơn của đức chúa trời dành cho loài người trong thời kỳ sau rốt nếu xác thịt bình thường này đã không được sinh ra thì tất cả các ngươi sẽ ở trong tình trạng muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong nếu xác thịt này không tồn tại thì ngày nay các người sẽ không thể nhận được lẽ thật và đến trước ngôi của Đức Chúa trời, mà thay vào đó các người sẽ bị Đức Chúa trời trừng phạt bởi vì những tội lỗi ghê tởm của mình. Các người có biết rằng nếu không nhờ sự trở lại của Đức Chúa trời trong xác thịt thì không ai sẽ có một cơ hội được cứu rỗi và nếu không nhờ sự hiện đến của xác thịt này thì Đức Chúa trời hẳn đã chấm dứt thời đại cũ từ lâu. Như thế. Các ngươi vẫn còn có thể chối bỏ sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sao? Vì các ngươi có thể được lợi rất nhiều từ con người bình thường này, tại sao các ngươi lại không vui mừng chấp nhận Ngài? Xem tới đây thì một số người có thể thắc mắc rằng, bề ngoài của Đức Chúa Trời nhập thể rất bình thường, thần tính của Ngài ẩn bên trong xác thịt Ngài. Nên nếu như Ngài đến thì làm sao chúng ta có thể nhận ra Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể? lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng chỉ cách cho chúng ta. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán. Đấng là Đức Chúa Trời nhập thể, sẽ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời. Và đấng là Đức Chúa Trời nhập thể, sẽ sở hữu biểu hiện của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ đưa ra công tác mà Ngài định làm. Và bởi vì Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, Ngài sẽ bày tỏ Ngài là gì. Và sẽ đem đến lẽ thật cho con người ban sự sống cho con người và chỉ lối cho con người. Xác thịt không có thực chất của Đức Chúa Trời thì dứt khoát không phải là Đức Chúa Trời nhập thể. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Nếu con người định tìm hiểu xem đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không thì họ phải chứng thực điều này từ tâm tính ngài bày tỏ và những lời ngài phán ra, nghĩa là để chứng thực đó có phải xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không và đó có phải là con đường thật hay không thì người ta phải phân biệt dựa trên thực chất của ngài. Và vì thế, để xác định đó có phải là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời hay không, điều cốt yếu nằm ở thực chất của ngài, công tác của ngài, những lời phán của ngài, tâm tính của ngài và nhiều khía cạnh khác, chứ không phải là hình dáng bên ngoài. Nếu con người chỉ soi hình dáng bên ngoài của ngài và vì thế mà bỏ qua thực chất của ngài thì điều này chứng tỏ con người thật tối tăm và rốt nát từ lời của Đức Chúa Trời ta có thể thấy rằng việc nhận ra Đức Chúa Trời nhập thể không hề dựa trên dáng vẻ bề ngoài của Ngài và cũng không hề dựa vào gia đình mà Ngài được sinh ra, địa vị hay quyền lực Ngài có. Cũng không dựa trên thanh thế Ngài có trong giới tôn giáo, không hề dựa trên những điều này. Mà dựa vào việc Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời hay không, Ngài có thể bày tỏ lẽ thật cũng như thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời hay không. Đây là yếu tố quan trọng nhất nếu Ngài có thể bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi nhân loại, thì kể cả nếu Ngài được sinh ra trong gia đình bình thường, không có quyền lực, địa vị xã hội, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Như trong thời đại ân điển, khi Đức Chúa Giêsu đến công tác, Ngài được sinh ra trong một gia đình bình thường, dáng thế trong một máng cỏ. Ngài không cao to tráng kiện và Ngài không có địa vị hay quyền lực, nhưng Ngài có thể bày tỏ lẽ thật chỉ cho mọi người con đường ăn năn và có thể tha thứ tội lỗi của mọi người những ai yêu mến lẽ thật như các môn đồ phêrô và răng thấy được trong công tác của đức chúa giêsu và lẽ thật mà ngài bày tỏ rằng ngài có quyền năng và thẩm quyền của đức chúa trời và công nhận đức chúa giêsu là đấng messi nên họ đã đi theo ngài và đạt được sự cứu rỗi của chúa ngày nay Đức Chúa Trời lại đến nhập thể trên trần gian. Và dù bề ngoài của Ngài là một con người bình thường, Đức Chúa Trời toàn năng có thể bày tỏ nhiều lẽ thật làm công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Nhiều người ở khắp các quốc gia và lãnh thổ đã thấy lẽ thật mà Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ. Nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời, tiếp nhận Đức Chúa Trời toàn năng và được cất lên trước Ngài Đức Chúa Trời. Họ đã bắt đầu trải nghiệm sự phán xét, hành phạt của Ngài, hiểu ra được một số lẽ thật họ đều có được những trải nghiệm và chứng ngôn thật tuyệt vời, dốc hết sức giao giảng phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Thực tế chứng tỏ một điều, chỉ ai có thể bày tỏ lẽ thật, phán xét và làm tinh sạch mọi người, hoàn toàn cứu rỗi nhân loại mới là Đấng Christ và mới là Đức Chúa Trời nhập thể. Điều này là không thể chối cãi. Nếu như không thể bày tỏ lẽ thật, mà chỉ mê hoặc người bằng những dấu kỳ và phép lạ, thì đây là công tác của một ác linh. Nếu chúng tự xưng là Đức Chúa trời, chúng chính là Chris giả đang mạo nhận Đức Chúa trời. Cho nên là để hiểu biết được Đức Chúa trời nhập thể, ta cần nắm chắc sự thật này. Chỉ có Đức Chúa trời nhập thể mới có thể bày tỏ lẽ thật, thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại khỏi những thế lực của Satan. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật và thực hiện công tác vĩ đại vào thời kỳ sau rốt. Ấy vậy mà có nhiều người vẫn ngó lơ, nhắm mắt làm ngơ và chỉ đợi Đức Chúa Giêsu đến công khai trên một đám mây. Những người như thế sẽ khóc lóc nghiến răng khi bị hủy diệt trong thảm họa. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Hải Huyền. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cùng trông thấy hết thầy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng còn phán, Khi người thấy được thân thể thuộc linh của Giêsu, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất. Cuối cùng, hãy cùng đọc một đoạn trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán, những ai mong muốn có được sự sống mà không dựa vào lẽ thật do đấng Chris phán dạy là những kẻ nực cười nhất thế gian. Và những ai không chấp nhận con đường sự sống do đấng Chris mang lại đều bị lạc trong mộng tưởng. Và vì vậy, ta nói rằng những kẻ không chấp nhận đấng Chris của thời kỳ sau rốt sẽ mãi bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Đấng Chris là cổng vào vương quốc của con người trong thời kỳ sau rốt và không có ai có thể đi vòng sau ngài. Không ai có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện mà không thông qua đấng Chris. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi phải chấp nhận những lời của Ngài và vâng phục con đường của Ngài. Ngươi không thể chỉ nghĩ tới việc nhận lãnh ân phước trong khi không có khả năng nhận lãnh lẽ thật và không có khả năng chấp nhận sự cung cấp sự sống. Đấng Christ đến trong thời kỳ sau rốt để cho tất cả những ai thực sự tin ở Ngài có thể được cung cấp sự sống. Công tác của Ngài là để khép lại thời đại cũ và bước vào thời đại mới và công tác của Ngài là con đường mà tất cả những ai sẽ bước vào thời đại mới phải đi qua. Nếu người không thể thừa nhận Ngài mà thay vào đó chỉ trích, báng bổ hay thậm chí hành hạ Ngài thì người chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đời đời và sẽ không bao giờ bước vào được vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi đấng Christ này, chính Ngài là sự tỏ hiện của Đức Thánh Linh, sự tỏ hiện của Đức Chúa Trời là đấng mà đức chúa trời đã giao phó để làm công tác của ngài trên trần thế và vì vậy ta nói rằng nếu ngươi không chấp nhận tất cả những gì được thực hiện bởi đấng christ của thời kỳ sau rốt thì ngươi đang báng bổ đức thánh linh quả báo mà những kẻ báng bổ đức thánh linh phải chịu là điều hiển nhiên với tất cả mọi người ta cũng nói cho ngươi biết rằng nếu ngươi chống lại đấng christ của thời kỳ sau rốt nếu ngươi bác bỏ đấng christ của thời kỳ sau rốt thì sẽ không có ai khác chịu hậu quả thay người cả. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, người sẽ không còn cơ hội nào khác để có được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi người cố chuộc lỗi, thì người cũng sẽ không bao giờ thấy được dung nhan Đức Chúa Trời lần nữa. Bởi điều ngươi chống lại, chẳng phải một con người. Điều ngươi bác bỏ, chẳng phải một sinh linh yếu đuối, mà là đấng Christ. Người có biết hậu quả của việc này sẽ là gì không? người sẽ không phải là gây ra một lỗi nhỏ mà phạm vào một tội tẩy trời. Và vì vậy, ta khuyên mọi người đừng cố dương nanh chống lại lẽ thật hay đưa ra những lời chỉ trích bừa bãi bởi chỉ có lẽ thật mới mang lại cho người sự sống và không gì ngoài lẽ thật có thể giúp người được tái sinh và chiêm ngưỡng dung nhan Đức Chúa Trời một lần nữa. Được rồi, đó là toàn bộ bài thông công của chúng ta về chủ đề sự nhập thể là gì của chương trình hôm nay nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay phản hồi nào muốn gửi đến chương trình của chúng tôi hoàn ngành các bạn để lại bình luận ở bên dưới video xin chào và hẹn gặp lại